Ok, chào mọi người, mình là kỹ sư Hẻm. Bữa nay bắt đầu mình sẽ tới chuyên mục là review xe sau khi độ. Đây là một chiếc xe bữa giờ có vẻ là mình chưa có lên clip mà trong quá trình độ của nó, tại vì mình muốn giấu kín cái quá trình của nó. Và hôm nay là cái ngày mình đã độ xong. Cái bên tôi đây là một chiếc Ducati Scrambler. Đấy, cái nguyên bản zin của nó các bạn có thể tìm kiếm trên Google ha. Nó khác hoàn toàn so với phiên bản này. Phiên bản này đã được anh chủ xe muốn mình độ theo một cách rất là tâm huyết. Thì cái vấn đề của anh chủ xe là tiền bạc ảnh tuy không nhiều, nhưng ảnh muốn cái chất lượng xe của ảnh á là phải thật hoàn hảo, nên mình sẽ cố gắng hết sức và ảnh cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể cho con xe nó có một cái sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Đấy, đầu tiên cái gói độ mà bên mình đảm nhận đó chính là thay cho nó một cặp phuộc Olin. Đây là một cặp phuộc Olin của con Aprilia RSV4. Đây là một trong những cặp phuộc Olin mắc nhất của dòng xe zin. Vì sao nó khác với những chiếc khác á, là vì nó có thêm cái bình dầu hồi phụ nhỏ phía trước đây. Vì thế điều đó nó tạo nên cái giá trị của cặp phuộc này mắc hơn cả những cặp phuộc Olin của Ducati Panigale các kiểu. Đấy, thì cặp phuộc này giá ở Mỹ, hàng mà tháo xe ken, đã ở tầm mức 35-40 triệu rồi. Đấy, và với cái phong cách độ của anh chủ xe thích một cái tông màu vàng. Đấy, nên các bạn có thể nhìn thấy cái phần nổi bật trên chiếc xe, điểm nhấn của chiếc xe đó là tông vàng đi kèm với tông đen. Và các bạn có thể thấy đây, cái khúc cái mảnh đây, cái mảnh mà gọi là ốp bình xăng bên hông có chữ Ducati này, là nó đã được mạ vàng nhé, chứ không phải là dán đề can chrome. Mạ vàng 24K. Thì các bạn có thể biết là mạ vàng thật ra nó sẽ không tốn quá nhiều vàng, nên cái tiền mạ thì thật ra là tiền công là chính. Nhưng mà điều đó thể hiện cho mọi người thấy là chủ xe này rất là cầu kỳ. Anh ấy muốn vàng thiệt, anh ấy không muốn cái đề can chrome hay gì hết. Và với phuộc, anh ấy cũng muốn màu vàng, là vàng phuộc Olin thứ thiệt. Đấy. Và ngoài ra, bắt đầu những chi tiết mà thể hiện sự tinh hoa của nó, đó chính là những cái bộ chản ba CNC như thế này. Đây là bộ chản ba CNC nguyên khối từ nhâm 7. Chản ba trên cũng thế. Hai cặp ghi đông cũng là ghi đông độ cùm thắng Brembo 19 RCS với giá thị trường là khoảng 5 triệu hơn. Bình dầu Rizomizin. Đấy, rất là mắc tiền. Đèn LED, trợ lực Hyper Pro, nguyên cái trợ lực mà nguyên cái set của cái trợ lực như thế này của Hyper Pro á, thì giá nó tầm khoảng ngoài 10 triệu, mười mấy triệu á, cả bát. Hai con heo Brembo. Đấy, hai con heo Brembo cực kỳ ngầu. Và với cái phiên bản Scrambler này, zin của nó là một đĩa, thì sau khi độ lên phiên bản này đã lên thành hai đĩa. Đấy, và cặp đĩa cũng là cặp đĩa zin của Brembo như các bạn có thể thấy. Đấy, dè full carbon, ốp che phuộc Rizoma chính hãng CNC nhôm nguyên khói, có những cái bộ che cách nước Evotech. Đấy, và nổi bật hơn nữa đó chính là hai cái bộ nắp của cái phần dây Cura của Rizoma. Đấy, ốp bô carbon. Các bạn có thể thấy hoàn hảo tới từng chi tiết. Và dĩ nhiên cái phần mà bình xăng đây thì nó đã được dán cái đề can chrome Rummer, và nổi bật với là một cái bộ nắp bình xăng đồ chơi hàng hiệu. Đây, các bạn có thể nhìn cận cảnh, đây là phía trên, các bạn nhìn xuống. Vì anh chủ xe rất là thích một sự gì đó tiện lợi, nên ảnh đã lắp đặt rất là nhiều thiết bị phụ trợ kèm theo, như là cổng sạc USB. Đấy, ham ba để dành cho điện thoại khi mà sử dụng, ốc titan. Đấy, tay côn CRG, hai cặp kiến gù. Một lát nữa mình sẽ quay sâu vào chi tiết hơn. Ngoài với việc là mình đi cái gói độ như thế, thì ảnh còn bút của mình nữa, có nghĩa là phải làm sao mà rửa chiếc xe của ảnh cho nó thật sạch, thật ken, trở về nguyên bản. Thì điều đầu tiên mình rất là thấy khó chịu đối với cặp cổ bô này, nó đã bị ố và nó bị xỉ màu.
nhưng mà đã qua bàn tay của mình đã làm trong 2 ngày, mình đã làm cho nó sạch sẽ và bóng lưỡng, đến nỗi anh chủ xe vẫn ngạc nhiên là vì sao anh không thể tin được rằng là em có thể làm ra được nó bóng lưỡng và nó ke như thế. Đấy, chủ xe rất là chịu chăm chút về từng chi tiết nhỏ như là cần thắng Rizoma, bộ gác chân Rizoma đồ chơi. Và đây là cái lon Akarbovic chính hãng, bình dầu thắng sao. Đấy, và ngoài ra còn một cái bộ cũng khá ư là đồ chơi, đó chính là cái bộ bát biển số sao. Rất là chuẩn. Đấy, sạch tới từng chi tiết, mình có thể ghé qua bên này coi thêm. Đấy, thay các chân Rizoma được mình vệ sinh rất là sạch sẽ. Chiếc xe này á, cái thời gian của mình làm cho chiếc xe này tới tận giờ phút này là phải gần 1 tháng rồi đó. Nọ cái khâu rửa xe thôi thì mất cả 5 ngày, rửa tới 5 lần, là mỗi ngày là một rửa 1 lần. Rửa xong đợi khô, kiểm tra coi còn gì dơ, rửa lại, tháo từng chi tiết ra, vệ sinh và xử lý. Không còn gì để tả, bây giờ mình sẽ bắt đầu tập trung vào review cận cảnh từng chi tiết.